Chào các bạn, hôm nay Plus 24 giờ sẽ hướng dẫn các bạn unfriend những người bạn bè không tương tác với mình ở trên Facebook bằng phần mềm F Plus. Đầu tiên các bạn mở phần mềm lên, click vào tab F Plus Token and Cookie, chọn mục Unfriend Cookie. Ở trong phần danh sách account, các bạn có thể nhập mỗi dòng một cookie hoặc mỗi dòng một định dạng user gạch path gạch cookie gạch token hoặc user gạch path. Bây giờ thì mình sẽ nhập cookie của hai tài khoản Facebook vào trong phần danh sách này. Cookie của tài khoản đầu tiên. Cookie của tài khoản thứ hai. Sau đó các bạn click thêm. Như vậy, hai nick Facebook của mình đã được add vào danh sách ở phía dưới. Nếu các bạn sử dụng từ 5 nick Facebook trở lên, thì các bạn tích vào mục đổi nick và reset decom. Sau khi mà các bạn unfriend được một số lượng bạn bè nhất định, các bạn ghi số lượng bạn bè của mình vào ô trống bên cạnh. Sau đó, các bạn lựa chọn các điều kiện và tiêu chí để các bạn unfriend. Ví dụ, các bạn muốn unfriend theo giới tính, các bạn có thể chọn nữ hoặc là nam. Các bạn có thể chọn tiếp là những người bạn có số lượng bạn bè là nhỏ hơn 1.000. Các bạn cũng có thể đánh số liệu mà mình mong muốn vào đây. Các bạn có thể unfriend với những người bạn bè mà mình không tương tác ở trên comment, like hay share inbox, vì những người này sẽ không phải là những khách hàng tiềm năng, vì họ không quan tâm đến bài viết của bạn, không quan tâm đến những bài đăng của bạn. Như vậy, bạn nên loại bỏ để có thể lọc ra những khách hàng tiềm năng cho mình. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể unfriend với bạn bè có số lượng bài đăng nhỏ hơn bao nhiêu. Hay những người bạn bè mà ở những quốc gia khác ngoài Việt Nam. Tiếp theo, số token muốn chạy song song các bạn nên để là 4. Thời gian delay cho mỗi lần unfriend các bạn nên để từ 200 đến 300 giây để tránh tình trạng bị checkpoint khi mà mình unfriend. Sau khi đã xong hết tất cả các bước trên, các bạn nhấn bắt đầu. Bạn có thể thấy, ở trong phần danh sách nick của mình được add vào, đã hiện lên tên tài khoản Facebook của mình, đồng thời là trạng thái đã hủy thành công một người bạn bè. Trong ô trống unfriend, cũng hiện lên lịch sử hủy bạn bè của mình. Các bạn cũng có thể kiểm tra lại ở trong nhật ký hoạt động của Facebook. Unfriend hoàn tất.